quý vị và các bạn đang trên chuyên cơ XC40. Tốc độ của chúng ta bây giờ đang là 70 km/h và có xe phía trước cho nên là sẽ giảm số một chút, phanh chậm lại, chậm lại, chậm lại. Tôi không cần đạp phanh, một chiếc xe chen ngang vào, tốc độ lại giảm tiếp còn 58. Nó lại tăng lên khi chiếc xe đấy chạy khỏi làn và nó lại bám xe, chiếc xe phía trước tốc độ là 61. Vô lăng tự đánh lái. Wow. Bán tự động thôi. Úi giời, nhìn nó ghi này. Đấy. Nhưng mà một tình huống rất đặc biệt, rất khó thì lập tức là bạn sẽ phải chạm vào vô lăng và xe sẽ thông báo cho bạn ngay bây giờ. Đó là điều tuyệt vời. Và chiếc xe đã né ra, xe tăng tốc lên. Thử trong phố như thế này, bạn sẽ luôn luôn phải cẩn thận. Và chắc chắn rồi, khi chiếc xe phía trước dừng lại, giảm dần thì sẽ cũng giảm dần. Tốc độ của XC40 cũng giảm dần. Chờ đèn đỏ, hơi lo một tí, ta nghe radio, radio. Và đến bây giờ thì nó không bị đau nữa. Thì không biết. Wow. Từ khi anh đã yêu thì nó nên ngã đến giờ đang yêu. Bát nghe nó phình phình. Oh yes. La 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 la. Đang thử xe lại nghe là hay quá. Ui giời ơi. Ui rồi, loa Hà Mạn Cà Đông đấy. Tôi yêu ngồi cơm tương thiên như thế. Đã nếu anh giờ anh ngược nói một lần. Và nếu bây giờ được nói một câu thì là Volvo XC40 ngon của nó. Bây giờ thì mình sẽ thử thôi, thử thôi, thử thôi, thử không nói nhiều đấy. Đi xe. Các bạn thấy không? Ấy, chà. Không phải làm gì cả. Đấy, hơi cua một chút này. Hơi cua. Nếu mà có điều kiện nhá thì các bạn cứ like và subscribe kênh nhiều lên. Mình sẽ phi hẳn ra cao tốc thử khắp Bắc Nam, đi đường núi xem nó lái nào. Úi trời, cua đây mà. Cua tròn luôn, cua tròn luôn. Ui, 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 hơi sợ một tí đấy, vô lăng nhích nhỉ. Ui, ui, ui. Con này phải nói là mắc binh luôn. Mắc binh, mắc binh, mắc binh, mắc binh. Ui. Để xem đèn đỏ nó có tự phanh không. Hồi hộp, hồi hộp, hồi hộp. Hồi hộp, hồi hộp, giữ tay vào vô lăng. Phanh không? Không phanh. À. Không có chướng ngại vật phía trước mà đèn đỏ. À, mình phát hiện ra rồi. Phải có chướng ngại vật phía trước thì nó mới phanh được. Còn nếu mà đèn đỏ thì nó vẫn phi. Tôi nghĩ là phải bổ sung thêm cái chức năng đọc đèn đỏ. Thế thì thành lái tự động luôn rồi. Về sử dụng cái adaptive và cái pilot assist này nó rất đơn giản thôi. Bạn bấm vào cái phím ở giữa đây ạ. Bạn nhấn bên trái thì nó là adaptive cruise control. Bạn cài đặt thôi. Và nhấn ngay cái nút này này nó là tăng giảm khoảng cách. Đó, và tăng giảm tốc độ ở đây, 40, 50 ở đây, nó lên ở đây. Đấy, thưa bạn. Còn nếu như chúng ta chuyển sang bên phải như thế này, nó sẽ là Pilot Assist, nó hiển thị ngay trên này. Hơi tiếc một chút là cái đường ở đây đấy, nó sẽ phanh nha, nó phanh này. Đây, tôi phanh, phanh không ạ, phanh. Đấy, chân phanh luôn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy đồng hồ đang cài đặt là 60, biển báo giao thông là 80. Và chân tôi thì không chạm vào bàn đạp phanh. Đó, và xe vẫn dừng. Số vẫn là D. Tất cả là tình huống thật hết. Thật hết thưa các bạn. Thì đây là giá trị của một chiếc xe có công nghệ cao và độ an toàn cao.